trời chạy quá trời luôn các bạn. Chiếc xe ben đổ đất nha các bạn. Hai chiếc xe cuốc làm. Một chiếc cào vô, một chiếc ở trong đây thủ đê bàn nha các bạn. Vô đây á. Bóc đầu các bạn. Làm thử đi. Tôi biết khó dễ. Sao liền? Đúng. Có. Đi quay đồ cái cảnh lạ lạ rồi úp lên đó rồi. Mà đâu phải ai cũng được chứ. Nó căng khó khăn lắm. Tôi mình nghĩ cái chuyện xong á. Ừ. Còn cái mai nó sao bứng ra ngày qua không bứng mấy cây đẹp ghê luôn. Chưa lấy không biết. Chắc không tới hay gì thôi, ta để luôn. Không bứng mấy cây đẹp ghê luôn, tàn đẹp. Muốn cây đi. Nhiều lắm. Nhiều lắm, bứng mấy chục cây. Cây nào cũng đẹp. Tháng kiếm được 4 triệu. Thì chắc cũng đủ chi phí, dư được chút đỉnh. Rồi. Có cái nó nhàn mịn tí, nó hơi khỏe hơn tí vậy. Có cực cái mình đi quay rồi chị chạy tới luôn quay. Tối gì đâu chi phí. Chi phí ăn uống xăng chạy chết mẹ luôn. Ừ, ăn uống xăng dầu. Cái gì với một ngày chạy đi chịu chạy đi quằn cũng cả 100.000 xăng á. Cái đó chắc nhà báo quá. Nghiêng mở luôn. Đúng thiệt. Dễ đổ thì chứ đổ chạy có út luôn. Yeah. Nãy nó cà sụp cà lắc lia vậy.
tê luôn, bay bay nước. Sâu xuống đó các bạn, đấy, cái này, này khó. Mới đầu về ngày nữa thùng đổ đá các bạn nha, cái út một cái đấy. Tài xế xe ben xuống chạy xe cuốc luôn các bạn, ghê. Con lái xe cuốc đi luôn kìa. Đó ghê chưa? Quá dữ ta. Cào luôn kìa. Đó. Ghê không? Đi lắp lại cái đường hồi nãy các bạn ơi. Cái đường nãy chạy vô nó hơi ấy đó. Ồ, có xe ben nè. Có xe cuốc để đi dự trù cũng hay ha. Có bị cố gì mình phá mình lắp. Ném lại cái đường bị hơi này nãy. Rồi xong rồi các bạn ơi, rồi bắt đầu phóng qua xe ben chạy tiếp tục. Ồ, có lý ha, im nè, muốn chạy xe ben chạy, muốn chạy xe cuốc chạy luôn đó. Được chưa? Nước các bạn ạ. À. Sẽ tăng nha.